Ok, chào các bạn. Video hôm nay mình sẽ thiết lập một cái thao tác, đó là hack con máy BF3 của các bạn trên tất cả các đời máy luôn nha các bạn. Dù là các bạn là đang sử dụng máy nào, đây là một cái cách mà đây là một cái thao tác, đó là hack hand. Thì đối với cái dòng slim hoặc super slim hoặc là fast đồ này nọ cũng có thể là làm được. Thì đầu tiên máy các bạn phải update lên là 4.90. Đây, máy của mình đã update lên 4.90 rồi nha các bạn. Thì để kiểm tra nó, thì để mà update cái đó thì các bạn có thể xem lại video lần trước, mình cũng đã hướng dẫn các bạn cái video mà mình thay ổ cứng các bạn. Thì các bạn có thể là xem video đó để các bạn update lên 4.90. Máy của mình đang 4.90 rồi đó, thấy không? Version 4.90. Và các bạn có thể update bất kỳ trên đây, sẽ tầm update này các bạn kết nối mạng rồi các bạn update trên đây cũng được. Và update cái đó thì các bạn ấy cái file rồi các bạn vô đây scan nè, chọn cái này thôi. Nhưng mà máy mình đã update rồi nên mình không update nữa ha. Thì chắc có lẽ mình sẽ để một cái video sau. Thì các bạn có thể là xem lại cái video mà hay ổ cứng á, các bạn update thay vậy là được. Rồi, đầu tiên các bạn phải kết nối mạng wifi nha. Thì mình đã kết nối mạng rồi. Thì các bạn nào mà chưa biết á, các bạn có thể xem lại video trước, vô cái phần này mình set mình kết nối thôi. Rồi bây giờ mình đã kết nối rồi, mình chỉ cần internet connection test thôi. Cái việc này mình đã chỉ nhiều rồi, thì các bạn có thể xem lại video lần trước. Rồi, cái thao tác này mình đã làm rất là nhiều rồi các bạn. Rồi cái thứ hai, các bạn sẽ chọn giúp mình cái đây enzyme nè. Các bạn bắt buộc các bạn phải chuyển nó theo set V nè. Thời gian theo mạng thì nó mới được nha. Rồi tiếp tục ở cái phần search này, các bạn search giúp mình là the quy đúp nè, y nhỏ z quy k đúp y k y y, các bạn có thấy rõ không? The width wiki hai chữ y nha. Rồi chấm g hub chấm io, tiếp tục gạch 490 gạch menu rồi bấm start thôi, bấm start để nó sạch các bạn. Trang này mình chưa thấy nó rớt. Rồi các bạn chọn giúp mình là cái đầu tiên nha các bạn. Mạng hơi yếu nên chờ một xíu. Mạng mình nó yếu nha các bạn. Các bạn không được, các bạn refresh nó lại nha. Rồi ở đây các bạn chọn giúp mình cái hand nè, 3.22 nè, fit store. Và đặc biệt có một cái là các bạn gắn giúp mình sẵn một cái USB vô máy nha. USB mà cái gì cũng được, để nó ấy một cái file gì đó. Rồi mình đã chạy thôi, mạng mình nó hơi yếu nên nó tải nó lâu một xíu. Nhớ bấm like và đăng ký kênh nha mấy ông. Thì bạn nào mà chưa update được 4.90 thì mình sẽ để cái file dưới luôn, các bạn có thể download về và xem video lần trước nghe. Thì chỉ cần bấm vô đó là các bạn có thể download được thôi, không có gì khó hết.
nó báo là file to. Rồi các bạn vô lại giúp mình, bạn hot ra, nó báo là file to. Mạng yếu, vô mạng yếu nha. Override. Cách này là một cái cách mà nó nhanh nhất luôn các bạn. Mà cái trang này nó đỡ sập hơn cái trang mà PS3 lâu. Rồi mình đỡ nó install nha. Nó báo lên install rồi, nếu mà nó báo đỏ các bạn out ra ngoài lại. Đó, đã install được. Nếu mà báo đỏ như hồi nãy là các bạn chỉ cần out ra các bạn rồi các bạn vô install lại thôi thì khả năng nó chạy rất là ok được. Còn mà cái gian bếp ba lô cũng được mà nhiều bạn không biết làm, vô bấm phèo 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 và rất là bực mình đó bạn, mình bực mình đó bạn. Mình rất ghét nó chạy vô đó, vô đây chỉ cần bấm hand thôi. Khi mà làm xong nó sẽ có cái chữ hen lên, rất là vui ha. 3.22. Và đặc điểm lưu ý là khi mà các bạn sử dụng hen mà 4.90 các bạn phải sử dụng webman là cái bản mà 44 nha, 14744 á, chứ không sử dụng cái bản thấp thì nó sẽ bị các bạn chạy lại các bạn đứng đứng nha. Ok, rồi, video cũng tới đây thôi. Sau khi hát xong các bạn cài game thôi. Passive Manager Standard rồi mình lấy game lên. Đơn giản thôi, video cũng tới đây thôi. Cảm ơn bạn đã xem video, thắc mắc gì bình luận bên dưới nha mấy ông. Cảm ơn bạn đã xem video này, bye bye.